Cho dù tôi làm bất cứ điều gì, ông nhìn theo gói cờ, tìm theo gói cờ là bắt đầu. Bây giờ tôi sẽ đếm bài 1, 2, 3, 4. Okay. Nhưng mà tôi sẽ đếm với một cái gọi là thế nhanh như điện. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Nếu mà nhanh quá nhớ kêu nha. Kịp chưa, kịp chưa? Ok, xong rồi. Gói nằm trong. Bác nằm dưới cùng. Bây giờ tôi đếm ngược lại. Tôi đếm 1, 2, 3, 4. Thì từ dưới cùng. Nếu mà tôi đếm ngược thì nó quay lên đầu. Bây giờ con nách nằm ở trên đầu. Tôi cho nó xuống. Nếu tôi búng tay thì dưới cùng. Nó nhìn lên trên cùng. Nha, bây giờ tôi lại đếm lại. Đếm lại 1, 2, 3, 4. Thì từ trên đếm 1, 2, 3, 4 xuống. Búng tay. Khó là chỗ này. Cái khó là chỗ này. Tôi mới cho nó. Bây giờ tôi cho nó vào giữa một bài. Giữa một bài thì khó hơn. Đấy nha. Đấy không? Như thế này. Từ giữa một bài. Đến tay. Đấy là dịch vụ. Từ từ. Trời ơi. Hỏi xuống như bạn. Đúng tay, xin chào mọi người. Mọi người nghĩ là tôi có búng connect đúng không? Nếu bây giờ tôi búng tay hai cái, connect chuyển thành người con hai. Con hai nằm ở đây, hai con hai, ba con hai, bốn con hai. Ở đây á, ai cũng thấy một số một, hai, ba. Thật ra tôi chưa ra lần từ đầu rồi. Nó tôi búng tay ba lần như thế này. Không phải là con nách, không phải là con hai. Ở đây có một con kinh, hai con kinh, ba con kinh. Không chơi.